Ây da, rơi xuống núi nha. Đó, xe đá này rồi. Đó. Vừa cầm dao, vừa cầm cưa, vừa cầm nước nè. Cực khổ không? Đi núi khám phá thuốc nè. Mình giết theo mình phải xuống cái thung lũng. Đó, tìm thuốc cực khổ vậy nè. Không? Đó. Ai mà yếu yếu rồi đi núi đâu được. Thầy vô YouTube là cây thuốc quanh ta là có cái video con á. Đó, các bạn thấy không? Nho rừng Ninh Thuận nè. Nho này ha. Nho Ninh Thuận á. Đó. Đó. Thấy nho chưa? Không mang giày hả? Cầm giùm cái này coi. Ồ, đây làm như là cái gì ta? Nè, đường này mình đi nè. Đào cụ luôn hả? Không, đào cái gì.
À, đi đi rừng chủ dục rừng đây là ngũ sắc, cái ngũ sắc nha, đó ngũ sắc đẹp, màu rất là đẹp nha, đó. Đây là gì ta? Ở gì ta có hồ nước ra. Dưới chân núi. Gì thấy nó lạ lạ ra. Thấy lạ chưa? Sao kỳ ta? Ông Trần Ngọc Thế. Đây là cái mộ sao? Bộ này làm như là phong thủy hay sao á nha bà con nha. Tự nhiên xây đây là có một cái khấu bề sau kiểu hình gì đây. Đây là cái mộ.
Này mộ theo chắc là người ta chôn theo phong thủy sao ạ? Chị em. Cái món bò này thầy chặt hả? Phải thầy chặt không? Thầy, cái món bò này phải thầy chặt không? Đây này, nó chặt nè. Đó. Món bò đó. Nó còn chừa lại cái góc nhỏ nè. Nó đẹp không? Nè còn dây này nữa nè, dây này nè, muốn bò đó hả? À, phải không? Phải nè, phải không? Muốn bò cây to thì thấy không? Không phải đâu, cái gì không phải? Xin ta đi coi coi, cây to thì không phải, nhìn kỹ vô cái khoanh khoanh đẹp, ơi là đẹp, phải đâu. Thấy không? Cái nhánh nào phải mình. Phở với nó nó hình vuông hình lục giác á, cái thân cây nó hình lục giác là đúng đó. Bình ơi, trên đó là cái một cái mộ là như mộ người ta chôn phong thủy á. Dòng họ Trần á. Đó là cái mộ theo phong thủy á. Xa lắm à, cái đó vô vườn nhà ta đó. Cứ theo đường mòn về như cũ đi. Nó thay kiểu xây phong thủy nè. Nè cái ở dưới đây là một cái mộ nè. Dạ. Cái này là sổ ỉa nhẹ nhẹ nhất luôn chắc chắn nè, thì sen mê nhất thằng này nè, nè đây nè, thằng mê nó lắm chứ luôn á. Ủa nhiều sổ liền, sổ đẹp êm mà sổ êm lắm luôn á, nè nó bỗng bỗng thân nó bỗng nè, bẻ ra coi nè, thân bỗng nè, không cái này biết gọi là gì không?
đây nè. Đây là đúng không? Có sữa lá lớn. Cái này 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 là chân ổi. Đây nè, nó mỏng nè. Nè, đây nè. Này mình thấy mình gặp bao nhiêu. Ở cánh đồng á, ở ruộng nhiều. Nhưng mà phải nói nha, đầu tiên á. Trên mạng kêu gọi là cây cỏ cỏ sữa lớn á. Cỏ sữa lá lớn á. Cậu được uống cho đi cầu hả? Em liền đi cầu em lắm. Em ăn buồn nhiều. Cái này cái lắm đó luôn á. Cái này nó có độc tính nha, uống phải liều lượng á. Nè, cái mộ này là mộ phong thủy đó thầy. Nè, ở trước đây là có một cái hồ nước nè, ở giữa đó. Nhà họ, nhà Vĩnh Hằng của nhà họ Trần nè. Mới đi vô đọc xong. Dạ, họ Trần. Đó, trước mộ là có một cái ao. Bên hông một có cái dạng như là cái này là cái gì ổi gì gọi là cây ngũ sắc á. Hả? Trang ổi hả? Cái ngũ sắc mà. Cái đó chị khớp rồi cũng hay lắm. Cây kén hả? Tính ra cái núi này thuốc cũng ít tha thầy ha. Nó có cái cù đàn cái nhỏ xíu rồi cũng thấy có người chặt hả? Ồ đây cũng có người biết xài cù đàn hả thầy? Dạ. Yeah. Vậy là có người lùng là cái nhà thuốc nó lùng hết rồi, chỉ có những cái thuốc mình xài không người ta không xài thôi. Là còn mùa này chưa thấy măng lên ta. Nam ơi. Ở đây hả? Đây đủ không đủ thì thôi để con đi núi Vinh rồi con chơi công chuyện tí rồi. Con qua quốc mất cục đèn. Hết chưa Nam? Còn 2 bó hả? 2 bó hả? Rồi lên giác phụ bỏ quăng đây rồi lên giác phụ cho. Ủa cái này như đây cũng bộ với chứ ở đâu. Cái 2 bó nữa thì cũng được một xe. Còn cái nhỏ không? Chặt quá trời. Nà, nó chơi nguyên cái cây gốc to luôn rồi, thấy không? Nên khô quá rồi nha. Đó, chào bà con anh chị em nha. Mình kết thúc live stream. Mình đi phụ dắt thuốc xuống núi đó. Mình cầm máy quay cũng ngại. Anh em đi chung. Chào anh em nha. Bye bye. Hôm nay chưa giới thiệu cái vị thuốc nào cho anh em biết nữa. Có cái cây mộ quả.
anh chị em, cây mỏ quả nha. Ơi, ừ, cái này là quả cây mỏ quả nha. Đó. Anh chị em cứ lên mạng search là cây mỏ quả, đó, nó trị về bệnh gì thì biết. Đó. Đến video rồi YouTube rồi cũng có nhiều người đưa những cái cây thuốc này lên nè, đó, cây mỏ quả này, nó tác dụng nó trị về gì. Hôm nay là với thầy lên núi. Núi này là đá không à, đi rất là khó. Đó. Thôi. Chào anh em nha, mình tắt lại đây, mình thuốc này mình băm ra khúc khúc mình cho lên xe máy mình trở về. Hiện tại làm nguyên cây kéo xuống nó dài quá. Đó. Chị em thấy không? Đi bốn xe đó nha. Bốn xe trở về. Đó. Đó, núi. Núi trên đỉnh núi mình đây không có đường lên. Chỉ có lên không nổi. Mình chỉ có đi nửa chừng thôi. Chân núi thôi. Chào anh chị em nha. Bye bye.